mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm kem bằng sữa tươi. Đây là thành quả của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm kem sữa tươi này nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một bịch sữa tươi thể tích 220ml. Vị thì tùy theo khẩu vị của các bạn thích dùng loại nào thì các bạn mua loại đấy nhá. Mình dùng sữa tươi vị dâu, nửa bát con muối, nửa cốc nước, một cái khay bằng nhôm để mình làm kem. Các bạn có thể dùng nồi cơm điện cũng được nhá. Và một chậu đá, càng nhiều đá thì càng tốt. Đầu tiên thì các bạn cho muối vào trong chậu nước đá. Sau đấy các bạn cho khoảng nửa cốc nước vào. Mình cho muối vào trong đá để cho đá được lạnh hơn và lơ tan hơn. Tiếp theo mình sẽ cho dụng cụ làm kem vào. Các bạn cho cái khay làm kem của mình nó xuống thật sâu, đá nó bao quanh bên ngoài để nó được lạnh nhất có thể nhé. Các bạn phải cho thật sâu thì nó mới thành kem được đấy. Còn nếu các bạn chỉ cho ở trên bề mặt thôi thì nó sẽ rất khó thành kem. Bây giờ mình sẽ cho sữa vào nhé. Tiếp theo mình cứ quấy như thế này cho đến khi nào sữa của mình nó thành kem thì thôi. Các bạn có dùng nồi cơm điện bằng nhôm thì các bạn dùng được. Nhôm thì nó sẽ dẫn lạnh rất là nhanh. Mình làm kem cũng rất là nhanh. Ngày xưa khi mà chưa có máy làm kem ấy, các ông bà ngày xưa còn phải dùng cách này để làm bánh kem đấy. Tầm 10 phút sau thì sữa của mình nó đã bắt đầu đặc rồi đấy. Cái phần sữa ở dưới nó đã bắt đầu thành kem rồi đấy các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ tiếp tục quấy tiếp nhé. Cách này thì hơi mất công một chút, nhưng mà mình cũng nên thử để biết được ngày xưa ông bà mình làm kem bằng cách nào một chút nào. Lần đầu mình làm cũng không thành công đâu các bạn ạ. Tại vì mình chỉ để cho cái khay làm kem của mình nó ở trên mặt đá ấy. Mình không cho nó xuống sâu vào trong cái chậu đá. Nên mình làm mãi không nó không thấy nó thành kem, mình chán nản và mình bỏ cuộc. Bây giờ mình thử làm lại, mình cho cái khay làm kem của mình nó sâu vào trong chậu đá. Mình chỉ một lúc sau này, các bạn nhìn này. Chưa đầy 15 phút thì nó đã sắp thành kem rồi. Sữa của mình nó đã đặc hơn rồi đấy.
đây, kem của mình đã đặc hơn rồi đấy. Mình sẽ quấy thêm một lúc nữa cho kem đặc hơn nhá. Và đây là thành quả của mình sau khoảng 30 phút thì làm kem. Các bạn nhìn này, nó chưa thực sự là đông hẳn hết à, nhưng bây giờ mình có thể ăn được rồi. Nếu các bạn muốn kem được đông hơn ấy, thì các bạn cho vào hộp, sau đấy bỏ vào ngăn đá tủ lạnh rồi mình ăn nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món kem sữa tươi rồi đấy. Các bạn nhớ cho mình những điều quan trọng nhất. Đấy là phải thật nhiều đá. Và cái khay làm kem của mình thật là ngập sâu trong đá. Và dụng cụ bằng nhôm là tốt nhất nhá. Thì nhôm nó dẫn lạnh tốt hơn, thì mình sẽ làm kem được nhanh hơn đấy.